Kính thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn mỗi người dân của quê hương Đồng Tháp chúng ta đều biết đến khu di tích mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, nơi an nghỉ của vị thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chắc hẳn nhiều người chưa biết được hết về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Và đến với hội thi giới thiệu sách bằng video clip ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một quyển sách về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Đó là quyển sách Nguyễn Sinh Huy, Chân Dung Một Nhà Nho của tác giả Nguyễn Hữu Hiếu do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp phát hành năm 2005. Tác giả Nguyễn Hữu Hiếu từng có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về cụ Nguyễn Sinh Huy. Cuốn sách Nguyễn Sinh Huy, Chân Dung Một Nhà Nho được tác giả biên soạn khá công phu. Đây được đánh giá là cuốn sách đầu tiên thể hiện một cách đầy đủ nhất về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của cụ Nguyễn Sinh Huy với vai trò là một nhà nho yêu nước vào đầu thế kỷ 20. Sách gói gọn trong 247 trang, khổ 16 x 24cm. Trang bìa được thiết kế đơn giản với hình ảnh chân dung cụ Nguyễn Sinh Huy được đặt trang trọng ở phía trên. Dòng chữ Nguyễn Sinh Huy màu trắng nổi bật trên tông màu nâu đất như thể hiện sự thanh cao trong nhân cách của một nhà nho yêu nước. Toàn bộ quyển sách gồm có 4 chương, phần thay lời kết và cuối cùng là phụ lục. Chương 1. Quê hương và dòng tộc. Chương 2. Tuổi thở ấu thơ đến khi đỗ đạt. Ở hai chương này, người đọc sẽ biết được rằng chính mảnh đất Làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An chính là nơi chôn nhau cắt rốn của cụ Nguyễn Sinh Huy. Cụ sinh ra và lớn lên trong bối cảnh cả nước đang đắm chìm trong nỗi nhục mất nước. Khi còn trẻ, cũng như có những người có chí hướng đương thời, cụ vùi mài kinh sử, quyết chí đi thi. Năm 1901, cụ đỗ phó bản nhưng lấy lý do bị bệnh và phụng dưỡng mẹ vợ để không ra làm quan. Cụ trở về quê nhà dạy học suốt 5 năm, đến tháng 6 năm 1906. Sau thời gian từ chối ra làm quan, cụ Sắc buộc phải ra làm quan và nhận chức thừa biện bộ lễ. Đến năm 1909, cụ trở về làm tri huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Đọc cuốn sách này, chúng ta có thể nhận thấy rằng cụ Nguyễn Sinh Huy là một nhà nho khinh rẻ uy quyền, coi trọng đạo đức, giữ gìn nếp sống trong sạch, giản dị và gần gũi với nhân dân. Tuy nhiên, cụ cũng là người thức thời, không bảo thủ, ủng hộ chủ trương cải cách và duy tân. Chính vì thế mà cụ đã cho con của mình vào học trường Pháp Việt để học tiếng Tây, và người con ấy chính là Nguyễn Tất Thành. Những nội dung này được tác giả nhấn mạnh trong chương 3 và chương 4 của quyển sách. Sự chuyển biến từ tinh thần yêu nước theo ý thức hệ phong kiến đến việc hỗ trợ Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Kính thưa quý vị, tuy cụ Nguyễn Sinh Huy không tham gia vào tổ chức phong trào đấu tranh, không tham gia vào phong trào cách mạng, nhưng chính phương pháp giáo dục, tư tưởng và quan điểm yêu nước của mình, cụ đã hỗ trợ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra hướng đi đúng đắn, tìm ra con đường chân lý của cách mạng Việt Nam. Cùng với những nội dung tác giả đã thể hiện trong hai chương vừa rồi là bằng chứng sắc bén để đi đến nhận định ở chương kết. Nhân cách và tư tưởng yêu nước của Nguyễn Sinh Huy ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách và tư tưởng yêu nước của Nguyễn Tất Thành. Theo tư liệu trong quyển sách này, cùng nhiều tác phẩm khác viết về cụ Sắc, có thể thấy sau khi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cụ Sắc không trở lại quê hương mà lại sinh sống ở các tỉnh Nam Kỳ như Biên Hòa, Gia Định, Bến Tre. Đến năm 1927, cụ về ở hẳn tại làng Hòa An, Cao Lãnh. Trong thời gian sống ở đây, cụ làm nghề dạy học, bốc thuốc và tiếp tục truyền bá tư tưởng yêu nước trong nhân dân, được nhân dân địa phương hết lòng thương yêu, quý trọng. Sau 2 năm sống ở Cao Lãnh, cụ bị bệnh và qua đời vào đêm 26, rạng sáng ngày 27 tháng 10 năm Kỷ Tỵ, nhằm ngày 27 tháng 11 năm 1929, trong niềm thương tiếc của bà con làng Hòa An. Theo di nguyện của cụ, nhân dân đã an táng cụ cạnh chùa Hòa Long, làng Hòa An. Bên một người thân sinh của bác Hồ, lòng nghe gia diết kính thương, người từ Làng Sen cất bước đi, người lên Mau Sen làm ông.
Sau khi thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp tổ chức khởi công xây dựng và tôn tạo mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Đến năm 1977, công trình được hoàn thành. Đặc biệt, phần mộ cụ được thiết kế theo hình ảnh một cánh sen cách điệu, có dáng một bàn tay xòe úp xuống. Phía trên là chính đầu rồng cách tân, đậm nét dân gian. Phần mộ cụ tượng trưng cho tấm lòng người dân Đồng Tháp nói riêng và người dân đồng bằng sông Cửu Long nói chung luôn che chở ngôi mộ cụ. Năm 1992, khu di tích Nguyễn Sinh Sắc được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Lễ dỗ cụ Sắc tại tỉnh Đồng Tháp hàng năm được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Hàng năm, có hàng trăm lượt đồng bào trong nước và du khách nước ngoài đến viếng, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Cụ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng cho dân tộc, một anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị và các bạn, cuốn sách Nguyễn Sinh Huy, chân dung một nhà nho của tác giả Nguyễn Hữu Hiếu đã đưa người đọc đến những cảm nhận sâu sắc nhất về cụ Nguyễn Sinh Huy, vị thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Mỗi người dân Đồng Tháp như những đóa hoa sen với lòng kính yêu vô hạn, mãi khắc ghi ơn người.